Jamie chào mừng các bạn đến với channel YouTube của Game Bóng Đá TV. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Game Bóng Đá TV và nhấn chuông để nhận thông báo khi có những video mới nhất các bạn nhé. Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay của Game Bóng Đá TV. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Messi hé lộ nỗi sợ lớn nhất của anh trước World Cup năm 2022. Neymar đối diện án tù 5 năm vì vụ đến Barca. Có bóng vàng hướng tới MU để thay thế Ronaldo. Ronaldo béo đánh giá thấp Barca trước trận kinh điển. Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin chi tiết và đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. World Cup năm 2022 đã ngày một cận kề và Lionel Messi vẫn thấp thỏm lo sợ việc dính chấn thương ở giai đoạn nhạy cảm này có thể khiến anh lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cuối cùng trong sự nghiệp. Chia sẻ với Direct TV Sports và The Sports Radio, Messi nói: "Đây là một kỳ World Cup khác biệt bởi nó diễn ra vào một thời điểm khác trong năm so với những kỳ World Cup trước. Giải đấu đang cận kề đến mức chỉ cần một chấn thương rất nhỏ thôi cũng có thể khiến bạn phải ngồi nhà. Như những gì anh đã nói, những gì đã xảy ra với Paulo Dybala và Fidio Di Maria ở góc độ cá nhân khiến tôi cảm thấy lo lắng. Khi chứng kiến những điều đó, bạn càng cảm thấy sợ hãi hơn." Dẫu vậy, Messi khẳng định tốt nhất vẫn nên hành động, thi đấu bình thường trên sân thay vì nghĩ đến những rủi ro hay hậu quả có thể xảy đến khi chấn thương. Anh nói thêm, ra sân mà vẫn nghĩ về việc bị va chạm có thể phản tác dụng, tốt nhất là cứ đá bình thường như mọi khi. Thi đấu là cách tốt nhất để duy trì thể trạng. Tôi hy vọng họ, Dybala và Di Maria, sẽ hồi phục. Tôi nghĩ họ sẽ còn nhiều thời gian để bình phục và sẽ ổn thôi. Hiện tại, Messi đang dính chấn thương bắp chân và đã nghỉ thi đấu hai trận gần nhất của Paris Saint-Germain. Chủ nhân của 7 quả bóng vàng, nhiều khả năng sẽ tái xuất trong trận gặp Marseille vào rạng sáng ngày 17 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Cách đây không lâu, Messi xác nhận 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Chính bởi vậy, việc dính chấn thương ở giai đoạn nâng rút này rất có thể sẽ trở thành thảm họa. Công ty đầu tư DIS của Brazil cáo buộc Neymar gian lận và tham nhũng liên quan tới vụ chuyển nhượng đến Barca vào năm 2013. Công ty đầu tư DIS đã chi 2 triệu euro để mua lại 40% quyền sở hữu Neymar khi cầu thủ này mới 17 tuổi tại Santos. Tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng của Neymar tới Barca lại gây tranh cãi lớn. Ở thời điểm Barca mua Neymar vào năm 2013, số tiền được công bố là 57,1 triệu euro, trong đó có 40 triệu euro được trả cho gia đình của tiền đạo người Brazil. Công ty đầu tư DIS chỉ được hưởng 40% của 17,1 triệu euro còn lại mà Santos nhận được. Công ty đầu tư DIS cáo buộc mức phí chuyển nhượng này là gian lận và đánh giá thấp giá trị của Neymar. Công ty đầu tư DIS cho rằng họ phải nhận về số tiền lớn hơn từ thương vụ Neymar đến Barca và đề nghị án tù 5 năm cho chân sút người Brazil vì gian lận và tham nhũng. Neymar đã bác bỏ cáo buộc trên, nhưng tiền đạo này lại thua kiện tại tòa án cấp cao của Tây Ban Nha vào năm 2017. Tuy nhiên, tuần tới, chân sút này cùng với cha mẹ của mình và các cựu chủ tịch của Barca và Santos sẽ phải hầu tòa. Các công tố viên Tây Ban Nha yêu cầu mức án 2 năm tù cho Neymar và phải nộp phạt 10 triệu euro. Trong khi đó, cựu chủ tịch Barca Sandro Rosell bị đề nghị án tù 5 năm và nộp 8,4 triệu euro tiền phạt cho Barca. Mặc dù vậy, Baker McKenzie, luật sư bào chữa cho gia đình Neymar, cho rằng tòa án Tây Ban Nha thiếu thẩm quyền để truy tố gia đình Neymar vì vụ chuyển nhượng liên quan đến công dân Brazil và diễn ra ở Brazil. Tiền đạo Anthony Martial dính chấn thương trong chiến thắng 2-1 trước Everton và đã bị thay thế bởi Cristiano Ronaldo. Mới đây, huấn luyện viên Erik ten Hag tiết lộ cầu thủ người Pháp có thể trở lại trong trận đấu gặp Newcastle hôm Chủ nhật, nhưng vẫn cần phải được đánh giá thêm. Ten Hag nói với các phóng viên, Anthony Martial có thể khỏe mạnh, nhưng chúng tôi sẽ phải chờ xem mọi chuyện diễn ra thế nào trong những giờ tới. Tôi không thể khẳng định điều gì đó trong thời điểm này, còn quá sớm để nói điều gì đó về chấn thương của Anthony. Chúng ta sẽ phải đợi. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng cậu ấy có thể ra sân, nhưng nếu không, chúng tôi có thể sử dụng những cầu thủ khác. Chúng tôi có một đội hình tốt, và như bạn thấy, những cầu thủ dự bị cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Trong những chia sẻ mới đây với tờ Express, cựu cầu thủ Liverpool Danny Murphy khẳng định rằng tiền đạo Cristiano Ronaldo sẽ rời MU ngay trong tháng riêng này. Nguyên do lớn nhất khiến CR7 muốn ra đi bằng mọi giá là bởi anh không chiếm được suất đá chính dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Khi mà Chelsea không còn tỏ ra quá mặn mà với người cũ của Real Madrid, thì Inter Miami nổi lên như một bến đỗ tiềm năng nhất của Ronaldo. Tuy nhiên, theo mẹ đẻ của siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ, thì con trai bà sẽ trở về Sporting Lisbon và giải nghệ tại chính nơi đã giúp anh bước ra ánh sáng. Theo El Nacional, tiền đạo Karim Benzema sẵn sàng gia nhập MU ở ngay mùa hè sang năm nếu như Real Madrid không ký thêm hợp đồng với mình.
chân sút người Pháp tỏ ra rất hào hứng với việc khoác áo quỷ đỏ và trải nghiệm cảm giác của người đồng đội cũ là Ronaldo đang có. Benzema sẽ chuẩn bị bước chân sang tuổi 35 ở thị trường chuyển nhượng hè tới. Tuy nhiên, nếu giữ được phong độ như hiện tại, thì cầu thủ đang đứng trước cơ hội sở hữu quả bóng vàng năm 2022 vẫn là một sát thủ vòng cấm cực kỳ đáng sợ. Liverpool mặc dù đang có khởi đầu không thuận lợi ở hạng Anh, nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn chưa loại đối thủ này ra khỏi cuộc đua vô địch. Quan điểm của tôi về Liverpool không có gì thay đổi, bất chấp cục diện hiện tại của bảng xếp hạng. Liverpool đã từng cạnh tranh 4 danh hiệu cùng một lúc, đội hình của họ vẫn vậy. Chúng tôi sẽ có khoảng thời gian khó khăn khi đối đầu với họ, đó là chuyện bình thường trong một giải đấu. Họ luôn là ứng viên vô địch, tôi biết khả năng của họ, họ biết khả năng của chúng tôi. Nếu giải đấu chỉ còn 10 trận thì tôi có thể nghĩ Liverpool không thể cạnh tranh vô địch, nhưng với tình cảnh hiện tại và cả World Cup sắp tới nên Liverpool vẫn có khả năng đua vô địch. Tiền vệ Phil Foden vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng với Man City. Hợp đồng này có thời hạn 5 năm tới năm 2027 với mức lương 200.000 bảng một tuần. Foden nói rằng có rất nhiều điều phải làm sau khi anh cam kết tương lai của mình với đội chủ sân Etihad. Cầu thủ 22 tuổi đã có những đóng góp rất lớn cho câu lạc bộ trong quãng thời gian qua. Anh có tổng cộng 182 lần ra sân cho Man City, ghi được 52 bàn và giành được 4 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 4 League Cup cùng câu lạc bộ. Đây là một tin vui đối với Man City và các cổ động viên của họ trước chuyến làm khách gặp Liverpool vào cuối tuần. Ở mùa giải năm nay, Foden đã ghi được 7 bàn và cung cấp 3 kiến tạo cho Man City trên mọi đấu trường. Tối mai theo giờ Việt Nam, Real Madrid sẽ tiếp đón Barca trên sân nhà Bernabeu trong trận kinh điển lượt đi của La Liga mùa giải 2022-2023. Trước thêm trận đấu này, huyền thoại Brazil Ronaldo béo đánh giá cao kinh kiền trắng hơn. Real Madrid có lợi thế thi đấu trên sân nhà, họ khá giỏi trong việc khai thác lợi thế đó. Ronaldo tuyên bố, Barca cũng là một đội bóng tuyệt vời trong năm nay, nhưng tôi cho rằng Real Madrid có lợi thế vì họ được chơi trên sân nhà Santiago Bernabeu. Lợi thế sân nhà luôn rất quan trọng. Tôi từng bị Barca đánh bại với tỷ số 0-4 khi thi đấu trên sân Nou Camp. Tuy được huyền thoại người Brazil đánh giá cao hơn, nhưng trong trận đấu này, đội bóng hoàng gia chắc chắn sẽ không có sự góp mặt của thủ thành Thibaut Courtois vì chấn thương. Sự vắng mặt của Courtois chắc chắn sẽ là tổn thất không nhỏ cho Real Madrid trước Barcelona. Tiền vệ Kanté đã không ra sân cho Chelsea kể từ trận đấu thứ hai tại Premier League vào ngày 14 tháng 8 vì chấn thương gân khuèo. Le Quid đưa tin anh đã gặp khó khăn trong quá trình hồi phục và sẽ không đủ sức khỏe để góp mặt tại World Cup vào tháng 11. Huấn luyện viên Graham Potter cũng tỏ ra bi quan khi được hỏi về tình hình của Kanté. Trong lịch sử có những điều đáng lo ngại đã xảy ra trong giai đoạn cuối của quá trình hồi phục, đó là những gì xảy ra với Kanté. Cậu ấy sẽ gặp một tư vấn viên vào cuối tuần này, đó là một ca tái phát chấn thương, không phải là một tin tốt. Nhưng tôi không thể cung cấp thêm cho bạn bất cứ thông tin gì cho đến cuối tuần. Kanté được cho đã quay trở lại tập luyện trong trận đấu gặp AC Milan ở Champions League, nhưng tái phát chấn thương. Truyền thông đưa tin anh sẽ phải nghỉ thêm 3 tháng nữa. Đây sẽ là tổn thất lớn đối với Chelsea và tuyển Pháp. Theo AS, Paris Saint-Germain đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Juan Felix của Atletico Madrid. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha được cho là muốn ra đi vào tháng riêng và chuyển tới Ligue 1 có thể là giải pháp tốt vì câu lạc bộ nước Pháp có thể sẽ chứng kiến Lionel Messi ra đi vào cuối mùa giải. Trong khi đó, El Nacional đưa tin rằng Barca cũng là ứng cử viên để ký hợp đồng với cầu thủ 22 tuổi. Họ cũng đang tìm người thay thế trong trường hợp Messi không trở lại vào năm sau. Việc Mbappe đang dục dịch đòi rời Paris Saint-Germain vào tháng riêng có thể kéo theo sự ra đi của cả huấn luyện viên Christopher Galtier và cố vấn Luis Campos. Do đó, đội bóng nước Pháp đang phải tính tới khả năng tái cấu trúc câu lạc bộ. Theo Mediaforce, Paris Saint-Germain sẽ cố gắng thuyết phục cựu huấn luyện viên Real Madrid Zinedine Zidane để dẫn dắt câu lạc bộ vào tháng riêng hoặc mùa hè năm sau. Zizou luôn là mục tiêu hàng đầu của nhà đương kim vô địch Ligue 1, thậm chí là ưu tiên số 1 trước khi họ tuyển mộ huấn luyện viên Galtier. Tuy nhiên, cựu danh thủ người Pháp đã từ chối vì muốn chờ cơ hội dẫn dắt đội tuyển Pháp. Bản tin bóng đá ngày hôm nay đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hiện bóng đá kết nối niềm đam mê thúc cầu.